Lên lên, lên đi. Rồi, tới đây là tới trung tâm Boomerang rồi. Một huyện nhỏ chắc mới thành lập, nằm ở vùng núi. Cơ quan rồi chúng ta mình chính nằm ở trên núi đó đẹp ha, nhỏ xíu à, ít dân lắm. Một núi không có đất bằng cũng phải làm ở trên cao, nhưng mà như vậy đẹp.